Xin kính chào Hội Thánh. Tôi vui mừng biết ơn Chúa bởi cớ là chúng ta có thì giờ thật là tốt lành để chúng ta thờ phượng Chúa. Có một cái nơi chốn cũng thật là đẹp đẽ để chúng ta thờ phượng Ngài. Và nhất là buổi sáng thức dậy, chúng ta thấy là chúng ta còn sống, còn khỏe mạnh để chúng ta ra mắt Chúa. Đó là một điều thật là tuyệt vời. Bởi vì chung quanh chúng ta hiện nay thì có nhiều điều là nó cũng không được tốt lắm. Đang lo lắng bởi bệnh dịch, đang lo lắng bởi vì thất nghiệp, đang lo lắng bởi vì công việc khó khăn, đời sống hàng ngày. Mỗi cái lo toan nó bao quanh đến nhiều người. Nhưng chúng ta thực sự đang ở trong sự bình an của Chúa. Và đó là cái điều mà làm cho tôi và quý ông bà, anh chị em, chúng ta đều được ở trong cái sự vui mừng của Chúa. Buổi sáng hôm nay, tôi cậy ơn Chúa, chúng ta cùng suy gẫm lời của Chúa để thấy được Đức Chúa Trời Ngài đang hành động ở trên mỗi cuộc đời của con dân của Ngài. Chúa Ngài không phải là chỉ có làm việc bình thường, nhưng mà là Ngài làm những việc lớn ở trên con cái của Chúa, ở trên những con cái thật của Chúa. Buổi sáng hôm nay chúng ta với đề tài là sẽ được nổi trội hơn. Đây là một điều rất là đặc biệt. Bởi vì chúng ta sống không phải như là những cái ngày, những chuỗi ngày bình thường ở trên đất này nữa. Nhưng mà Chúa Ngài sẽ làm cho chúng ta được nổi trội hơn tất cả những người khác. Cái khác biệt đó là gì? Khác biệt đó là chúng ta là con cái của Chúa. Khác biệt giữa con cái của Chúa và con cái của thế gian, đó là một sự khác biệt nổi trội. Giống như là giữa những cái gì đen, tối, nhưng mà có cái điểm sáng nổi lên, đó là sự nổi trội. Giữa cái rối loạn thì nó có một cái sự yên tĩnh. Giữa cái than khóc thì gương mặt của một số người trở nên vui mừng. Giữa những cái cuộc sống bon chen khó khăn thì có một số người được nổi trội hơn. Họ đang sống ở trong sự bình an. Đó là sự nổi trội. Nổi trội đó ở đâu mà có? Tại sao chúng ta được hưởng sự nổi trội đó ở giữa một cái thế gian u ám này? Và buổi sáng hôm nay chúng ta cùng suy gẫm lời của Chúa được chép ở trong Kinh Thánh Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 28 câu 1 đến câu 14. Xin mời tất cả chúng ta đồng đứng lên, chúng ta cùng đọc lấy lời của Chúa. Chúng ta đồng khởi sự. Nếu ngươi nghe tiếng phán của Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, cách trung thành, cẩn thận làm theo mọi điều răn của Ngài mà ta truyền cho ngươi ngày nay, thì Jehovah Đức Chúa Trời ngươi sẽ ban cho ngươi sự trỗi hơn mọi dân trên đất. Nếu ngươi nghe theo tiếng phán của Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, này mọi phước lành sẽ giáng xuống trên mình ngươi. Ngươi sẽ được phước trong thành và được phước ngoài đồng ruộng. Bông trái của thân thể ngươi, hoa quả của đất ruộng ngươi, sản vật của sinh súc ngươi luôn với lứa đẻ của bò cái, chiên cái ngươi đều được phước. Cái giỏ và cái thùng nhồi bột của ngươi sẽ được phước. Ngươi sẽ được phước trong khi đi ra và sẽ được phước trong khi đi vào. Đức Giê-hô-va sẽ làm cho kẻ thù nghịch dấy lên cùng ngươi bị đánh bại trước mặt ngươi. Chúng sẽ do một đường người đánh ra đánh ngươi, rồi do bảy đường người chạy trốn trước mặt ngươi. Đức Giê-hô-va sẽ khiến phước lành ở cùng ngươi tại trong kho lúa và trong các công việc của ngươi. Ngài sẽ ban phước cho ngươi trong xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời người ban cho ngươi. Nếu ngươi gìn giữ những điều răn của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi và đi sau theo đường lối Ngài, thì Đức Giê-hô-va sẽ lập ngươi làm một dân thánh cho Ngài, y như Ngài đã thề cùng ngươi. Muôn dân của thế gian sẽ thấy rằng ngươi được gọi theo danh Đức Giê-hô-va và chúng nó sẽ sợ ngươi. Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ làm cho ngươi được của cải, nhiều dư dật, khiến cho hoa quả của thân thể ngươi, sản vật sinh súc và bông trái của đất ruộng ngươi được sanh nhiều thêm trong xứ mà Đức Giê-hô-va đã thề cùng các tổ phụ ngươi để ban cho ngươi. Đức Giê-hô-va sẽ vì ngươi mở trời ra là kho báu của Ngài, đặng cho mưa phải thì giáng xuống đất và ban phước cho mọi công việc của tay ngươi. Ngươi sẽ cho nhiều nước vay, còn ngươi không vay ai.
Nếu ngươi theo các điều răn của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi mà ngày nay ta truyền cho ngươi gìn giữ làm theo, và nếu không lìa bỏ một lời nào ta truyền cho ngươi ngày nay mà xây qua bên hữu hoặc bên tả, đặng đi theo hầu việc các thần khác, thì Đức Giê-hô-va sẽ đặt ngươi ở đằng đầu chớ chẳng phải ở đằng đuôi. Ngươi sẽ ở trên cao luôn luôn chớ chẳng hề ở dưới thấp. Amen. Xin mời tất cả chúng ta đồng ngồi. Nãy giờ chúng ta vừa nghe từ câu 1 đến câu 14 ở trong Kinh Thánh Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 28. Cái điều mà chúng ta cần phải chú ý ở đây đó là lời hứa của Chúa được chép ở trong câu số 1. Nếu ngươi nghe theo tiếng phán của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi cách trung thành, cẩn thận làm theo mọi điều răn của Ngài mà ta truyền cho ngươi ngày nay, thì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ ban cho ngươi sự trỗi hơn mọi dân ở trên đất. Chúng ta là con cái của Chúa. Chúa sẽ ban cho chúng ta trỗi hơn mọi thứ dân ở trên đất này. Chúng ta là dân gì? Dân Việt Nam phải không ạ? Không. Chúng ta là dân thuộc về nước Đức Chúa Trời. Còn các dân tộc khác thì sao? Chúng ta nổi trội hơn các dân ở trên thế giới này. Thế giới này được chia làm hai, đó là dân thuộc về nước Đức Chúa Trời và dân thuộc về thế gian. Và lời hứa ở trong Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 28 câu 1 này, Chúa sẽ làm cho dân của Chúa được nổi trội hơn là dân của thế gian. Và chúng ta là những người ngồi đây là những người là được nổi trội hơn theo như lời hứa của Chúa ở trong Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 28 câu thứ nhất. Và kính thưa quý con cái của Chúa, ở trong năm mới bắt đầu, ai cũng vậy, cũng mong muốn cho mình cái cuộc sống ở trong mọi lĩnh vực, về tài chính, về công việc làm, về học hành, về hạnh phúc, về sức khỏe, phải hơn người khác, phải nổi trội hơn. Ít nhất là nổi trội hơn cái bản thân của mình ở trong năm cũ. Và đồng thời so với những người khác thì chúng ta phải hơn mới được, hơn. Ai cũng muốn là như vậy. Dù ở trong Chúa hay là ở ngoài, người nào cũng đều muốn như vậy, muốn đều tốt hơn. Chính vì cái lòng mong muốn đó, do đó họ đi tìm ở chỗ này, tìm ở chỗ kia, tìm ở ngoài đường, tìm ở trong nhà, tìm ở trên non cao, tìm ở dưới vùng đồng bằng, tìm là cái đấng này hoặc đến người kia, để làm sao đó để cho đời sống chúng ta được cải thiện, được nổi hơn, được hơn, được kết quả hơn, được đẹp hơn, được giàu hơn, được mạnh hơn, được khỏe hơn, được may mắn hơn. Nhưng mà rồi cuối cùng thì chẳng ai tìm được hết. Nhưng mà chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời, chúng ta có được sự hướng dẫn từ lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta tìm ở đâu? Tìm ở trong lời của Chúa, ở trong Kinh Thánh. Và buổi sáng hôm nay, Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 28 từ câu 1 đến câu 14 cho chúng ta lời giải đáp. Và thứ nhất, chúng ta khẳng định đây là lời hứa của Chúa. Chúa sẽ làm cho chúng ta, Chúa ban cho chúng ta cái sự nổi trội hơn mọi dân ở trên đất. Đây là lời hứa, nhưng mà lời hứa kèm theo điều kiện. Kèm theo điều kiện là sao? Có nghĩa là chúng ta phải thực hiện theo cái điều kiện đó. Khi mà chúng ta làm theo cái điều kiện đó thì sao? Chắc chắn là chúng ta sẽ đạt được lời hứa. Tức là chúng ta sẽ được phước. Được phước bằng cái gì? Là Chúa sẽ làm chúng ta nổi trội hơn ở trong mọi lĩnh vực ở trên đời sống của mình. Cái việc đầu tiên, chúng ta xem coi, để mà đạt cái điều phước đó, chúng ta xem coi cái nguồn phước đó ở đâu, cái sự nổi trội đó đến từ đâu, có chắc không? Ngày nay thì cũng có người là phải bỏ ra vài chục triệu để kiếm được một cái chỗ làm. Chỗ làm mới, có thu nhập cao hơn, có cái địa vị cao trọng hơn, có được nhiều người là tôn trọng mình hơn, và mình có thể điều khiển được nhiều người hơn. Phải bỏ tiền ra. Nhưng mà sau đó thì sao? Có vài chục triệu cũng bỏ ra được có một cái chức vụ đó. Nhưng mà chức vụ đó chắc không ạ? Không. Chỉ được vài tháng hoặc năm, một thời gian thôi. Rồi sao bị thay đổi? Nhưng mà chúng ta có lời hứa của Chúa. Chúa nói rằng là Chúa sẽ làm cho chúng ta nổi trội hơn các dân khác ở trên thế giới này. Điều đó là chắc chắn. Bởi vì
ai đã hứa? Đức Chúa Trời hứa. Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài không bao giờ thay đổi lời hứa của Ngài. Ở trong Kinh Thánh, lời của Chúa mà sợ được nên thành bài hát cho chúng ta để nhắc nhở. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín của Chúa lớn lắm. Sự thành tín của Chúa không thay đổi. Mà nhất là lời của Chúa được ghi chép lại trong Kinh Thánh là lời sống và linh nghiệm. Dù cho trời đất này có qua đi nhưng mà lời Chúa thì sao? Một chấm, một nét không thay đổi. Và chúng ta tin rằng lời hứa của Chúa, Chúa hứa thì sao? Chúa chắc chắn là Ngài sẽ làm. Ngài hứa là Ngài sẽ ban cho con cái của Ngài một đời sống nổi trội hơn tất cả mọi điều ở trên thế giới này. Các dân tộc khác không thể nào so được với con cái của Ngài. Chính Đức Chúa Trời, Đức Giê-hô-va là nguồn trông cậy chúng ta dựa vào lời hứa của Chúa. Điều thứ hai, chúng ta là những người được chọn. Như lời cầu nguyện của cô Hòa lúc nãy. Phải vậy, Chúa ơi, chúng con là những người được Chúa chọn để trở nên là dân thánh của Đức Chúa Trời. Amen. Chúng ta là người được chọn để biệt riêng ra thánh, để Chúa Ngài ban phước, Chúa Ngài làm nổi trội hơn trên các dân khác. Và cái sự mà chọn lựa của Chúa đó, đó là gì? Đó là sự bảo đảm rằng chúng ta sẽ được hưởng những điều mà Đức Chúa Trời Ngài ban cho. Ai chọn thưa quý vị? Đức Chúa Trời chọn. Và chính Chúa Giêsu là con một của Ngài cũng phán: không phải bởi các ngươi chọn ta mà gì? Ta chọn các ngươi. Chúa chọn chúng ta, Chúa tạo dựng nên chúng ta. Từ ở trong lòng mẹ, Chúa đã hoạch định hết cái tương lai của chúng ta. Và Chúa chọn chúng ta để trở nên con cái của Ngài. Và Chúa chọn để chúng ta được làm cho nổi hơn các dân ở trên khác ở trên đất nước này, trên thế giới này. Và nổi hơn thì nổi hơn về cái gì đây? Tùy theo hoàn cảnh của mỗi người. Chúng ta mong ước gì ở trong năm mới này? Có người thì mong ước được sức khỏe, được nổi trội hơn, phải không ạ? Họ tạ ơn Chúa. Điều mong ước đó không có gì là sai trái. Điều mong ước nó cũng nằm ở trong cái quyền năng của Chúa. Qua cái lời chứng của anh Tường chúng ta thấy không? Qua cái lời chứng của gia đình của anh Cường và cô Hằng chúng ta thấy không? Đi vào bệnh viện, bị tai biến, bị liệt nửa người, không nói được, nằm cứng đơ. Nhưng mà bởi lời cầu nguyện, cho nên dâng dình cho Chúa, Chúa chữa lành và anh đã đến đây để nhóm lại thờ phượng Chúa vào ngày đầu năm. Rồi đến cùng ăn Tết chung với gia đình. Anh Tường thì ngày trước đi cấp cứu, ngày sau Chúa Ngài chữa lành. Để tiếp tục là chạy xe, rồi kiếm tiền, rồi thờ phượng Chúa vào ngày mùng 1 Tết. Nhưng mà trước đó thì là ngày cấp cứu, thấy rằng là ăn Tết trong bệnh viện rồi đó. Và tất cả những cái điều đó thì sao? Nó hợp tình, hợp lý, hợp với cái lời hứa của Chúa. Nếu mà chúng ta muốn sức khỏe trỗi hơn năm ngoái, chúng ta dâng dình cho Chúa, theo lời hứa của Chúa, Chúa sẽ làm cho chúng ta trỗi hơn. Làm chúng ta ao ước gì nữa? Ao ước được thành công trỗi hơn phải không? Thành công ở đây có nghĩa là gì? Cái kết quả của chúng ta làm đó, nó được nhiều hơn, nó được tốt hơn, nó được sung túc hơn, nó được thành quả, nó bội thu hơn. Cái kết quả của công việc làm nó giống nhiều lĩnh vực. Có người thì làm văn phòng, có người thì buôn bán, có người thì trồng trọt, có người thì làm công việc giáo dục, đi dạy. Có người thì là cái công việc đó là học hành. Có người thì làm công việc là đi buôn bán. Tất cả những điều đó thì sao? Muốn có cái kết quả trội hơn, nổi hơn, thành quả hơn, hiệu quả hơn. Bỏ ra 1 đồng thôi mà lời năm ngoái 2 đồng thì bây giờ bỏ 1 đồng nó là lời 3 đồng, 4 đồng. Đó là sự nổi trội hơn. Cái hiệu quả hơn hay là cái thành công hơn hay kết quả hơn, đó nó cũng nằm ở trong sự ban phước của Chúa. Cái yếu tố để mà có thể thành công hơn, hiệu quả hơn, con người ta hơn nhau ở chỗ này nè. Cái việc đầu tiên đó, thì người ta sẽ có cái may mắn hơn. May mắn để làm gì? Để có nhiều cái cơ hội làm việc hơn. Và Đức Chúa Trời thì sao? Luôn luôn là ban cho chúng ta có điều may mắn. Ở trong Giô-suê đoạn 1 câu 8 đó, nó có cái câu là may mắn hơn trong con đường lối của mình. Rồi gì nữa? Tất cả những điều mà mình làm ra được đó, cái kết quả đó, thí dụ đi làm lương tháng được 6 triệu, cầm lấy 6 triệu,
người khác cũng cầm đến 6 triệu. Thế thì làm sao có cái gì đâu nổi trội hơn đâu. Làm công nhân cùng với nhau, cùng một công việc, trùng một cái công ty, lương bằng nhau. Nhà nhưng mà nó trội hơn là trội hơn chỗ này nè. Nếu chúng ta là con cái của Chúa, Chúa ban phước để cho chúng ta có thể sử dụng hết được cái 6 triệu đó, cái tiền lương, cái kết quả của công việc chúng ta làm. Còn nếu mà không được ban phước, không được Chúa Ngài gìn giữ ra thì sao? Cái 6 triệu đó, đó như là tiền công bỏ trong túi lũng vậy đó. Thưa quý vị, quý vị có hiểu được điều đó, có thấy chưa, có kinh nghiệm được điều đó không? Cũng làm được 6 triệu, nhưng mà về là cái 6 triệu đó, chi phí vô cái những cái gì đó mà nó không mong muốn đem đến. Và cuối cùng để mình hưởng được cái 6 triệu đó, đó nó không có. Mà 6 triệu tiền lương của mình nó chạy đi đâu? Cuối cùng thì sao? Nó uổng phí đi, giống như là cái tiền mà mình bỏ trong túi bị lủng thì nó rớt đi. Nó rớt chỗ này chút, rớt chỗ kia chút, rớt chỗ kia chút. Không có cái gì mà có thể đem lại ích lợi để có thể thực sự là sử dụng được. Và đó là cái sự nổi trội hơn của con cái của Chúa so với người đời là như vậy. Chúng ta làm được ít, nhưng mà Chúa cho chúng ta hưởng được tất cả những điều mà chúng ta làm được. Rồi chúng ta được mong ước rằng sẽ được hạnh phúc hơn, được vui mừng hơn, được bình an hơn không? Đó là cái vui mừng, cái bình an mà Chúa cho nổi trội hơn. Ở trong cái thời buổi ngày nay chúng ta thấy đang đối diện với bệnh dịch. Không biết là dịch nó đến từ chỗ nào nữa. Ở trong cộng đồng dân cư, rồi ở trên cái xe buýt của mình đi, rồi ở trong cái đường mình đi ra ngoài để ăn sáng, rồi nơi mà chúng ta đi hớt tóc, hay là đi ra ngoài chợ để mua ổ bánh mì, hay là đi mua rau. Không biết là cái ai là cái người mà chúng ta tiếp xúc rồi bị lây đây. Bởi vì cái bệnh dịch COVID này nó hoành hành từ cái biến thể này nó qua biến thể kia. Chỉ có dăng nước miếng thôi là cũng bị lây, nhưng bây giờ không cần, chỉ hơi thở thôi cũng đã lây rồi. Hơi thở từ người này qua người khác là bị lây. Và mọi người thì đang sống ở trong cái sự lo âu. Nhưng mà Chúa thì sao? Cho chúng ta có được cái sự hạnh phúc, cái bình an, cái vui mừng nó trỗi hơn người khác. Người khác có được cái niềm vui bởi vì là những cái trò chơi, những cái cuộc du lịch, có những cái sự giải trí. Nhưng mà cái bình an, cái vui mừng đó nó chỉ thoáng qua rồi hết. Đến với một cuộc nhậu, cao lắm là 3 tiếng ngồi hết, về nhà bắt đầu mệt mỏi, bắt đầu là buồn thảm bởi vì cái cuộc vui nó tàn rồi. Nhưng mà trong Chúa thì chúng ta có cái sự vui mừng. Dù ở trong hoàn nạn, dù ở trong cái khó khăn, chúng ta có cái sự vui mừng. Bởi vì sao? Chúng ta có niềm tin Đức Chúa Trời Ngài đang bảo vệ, che chở chúng ta. Chúa làm cho chúng ta có được sự bình an. Như lời Chúa Giê-xu phán, ta ban cho các ngươi sự bình an. Đó là bình an thật, không phải như mà là bình an mà thế gian này ban cho. Do đó chúng ta ở trong Chúa, chúng ta nhận được cái sự lời hứa của Chúa, chúng ta nhận được vui mừng, bình an, hạnh phúc thực sự. Đó là những cái chung để chúng ta có thể thấy được rằng là nếu mà chúng ta là một người bình thường thì chúng ta thường nghĩ những cái điều đó nó sẽ được nổi trội hơn. Và chúng ta xem lại đời sống của mình đang cần cái gì để có thể là Chúa Ngài ban phước để nổi hơn người khác. Mỗi người sẽ tự hỏi lấy mình ở trong cái năm mới này mình đang cần cái gì, và cầu xin Chúa công bố trong lời hứa của Chúa, Chúa sẽ làm cho con trỗi hơn năm ngoái, trỗi hơn những người khác đi Chúa ơi, ở trong cái lĩnh vực này nè. Và chúng ta nói ra, chúng ta công bố đó lời hứa của Chúa ra. Và tôi tin chắc rằng cái sự công bố đó thì Chúa Ngài thấy được, Ngài nghe được và Ngài hoàn thành cho chúng ta. Nhưng mà vấn đề không phải là chúng ta chỉ có nói lên hay chúng ta mơ ước, nhưng mà có điều kiện làm theo để chúng ta có thể làm sao đó ước ao đó, mong muốn đó nó trở nên sự thật. Có những cái điều như thế này để chúng ta có thể thực hiện đây. Nếu chúng ta không làm theo những điều kiện này thì khó có thể nhận được lời hứa của Chúa. Câu số 1 nói, nếu ngươi nghe theo tiếng phán của Jehovah Đức Chúa Trời. Ở đây nghe, có cái động từ nghe nè. Nghe cái gì? Nghe lời của Chúa phán. Nhưng mà ngày nay chúng ta làm sao nghe được lời của Chúa phán đây? Có người nói, ồ Chúa phán với tôi như thế này. Đó, phán với ông chứ đâu, phán với tôi đâu, tôi đâu chưa nghe. Nhưng xưa có. Bây giờ Chúa có thể phán với chúng ta theo cái cá nhân.
Nhưng mà đồng thời Chúa có một cái chung để cho tất cả mọi người đây, đó là lời của Chúa ở trong Kinh Thánh đây. Bây giờ chúng ta đón nhận lời của Chúa như thế nào? Chúng ta đọc, chúng ta học, chúng ta suy gẫm lời của Chúa. Như là Giô-suê đoạn 1 câu 8 vậy đó. Rất là rõ ràng. À, nếu người nghe theo tiếng phán của Giê-hô-va Đức Chúa Trời người, trước tiên phải nghe lời Chúa đã. Bây giờ nếu chưa nghe được thì sao? Đọc lời Chúa đi, học lời Chúa đi, suy gẫm lời Chúa đi. Rồi gì nữa? Đó là cái hành động. Rồi giờ tới thái độ của chúng ta đây nè. Nếu người nghe tiếng phán của Giê-hô-va Đức Chúa Trời người cách trung thành. Cái thái độ đó là thái độ trung thành. Nghe một cách hời hợt. Nghe lỗ tai này chạy qua lỗ tai kia. Đọc một cái nó lên trên đầu xong nó chui ra đằng sau đi mất. Đó là thái độ gì? Thái độ qua loa. Thái độ không có trung thành, không có trung tín. Và chúng ta trung thành, trung tín, đọc lời Chúa, học lời Chúa, suy gẫm lời Chúa một cách thật là yêu mến Chúa, thích thú, yêu mến lời của Chúa. Đó là thái độ tốt. Không phải chỉ nghe khơi khơi đâu, nhưng mà nghe một cách trung thành, một cách trung tín, một cách yêu mến Chúa. Đổi gì nữa? Nghe rồi, hiểu rồi, làm gì? Cẩn thận làm theo mọi điều răn của Ngài. Không phải làm qua loa, nhưng mà làm một cách cẩn thận. Làm cẩn thận, thưa quý vị. Cẩn thận là sao? Trước khi mình làm, mình suy nghĩ coi cái công việc làm đó nó có đúng theo lời dạy của Chúa hay không? Nghĩ mang máng, không biết có đúng không? Dở Kinh Thánh ra xem coi cái điều đó đúng hay không? Có đúng cần phải làm vậy không? Chỉ có ba điều thôi. Nghe một cách là trung thành, thực hành lời Chúa một cách là cẩn thận. Nhưng mà còn một cái điều nữa rất là quan trọng, làm theo mọi điều răn của Ngài. Mọi điều nha, chứ không phải là chỉ chọn lựa điều này thích, điều kia không thích, điều này là phù hợp, điều kia không phù hợp. Không có, tất cả mọi điều. Tất cả mọi điều, thưa quý vị, đó là điều quan trọng. Đôi lúc chúng ta chỉ có làm một số điều chúng ta thích thôi, giống như là đi ăn buffet vậy đó. Ở đây chúng ta có biết đi ăn tiệc buffet không? Đi ăn buffet có nghĩa là bỏ ra một số tiền. Hiện nay cái giá bình dân của nó là khoảng 150. Ăn trong vòng 4 tiếng đồng hồ. Vào trong đó khoảng 100 món. Ai muốn ăn món gì thì ăn. Mà 100 món thì nhiều quá. Do đó mình vào là mình lựa cái món nào mình thích thôi. Thì đó là cái cách mà đi gọi là người ta kêu là ăn tiệc buffet. Người ta trải ra nguyên một cái dãy bàn này nè, có nhiều cái bàn. Rồi trên đó có thức ăn nóng, thức ăn nguội, thức ăn lạnh, rồi súp, rồi là nước, rồi thức ăn khô, thức ăn nướng, thức ăn xào, thức ăn sống nữa. Và đa số những người mà đi vào trong tiệc buffet đó thì chỉ chọn những cái điều mình thích. Ở đây Chúa muốn nói chúng ta rằng là nếu mà chúng ta đọc, học, suy gẫm lời của Chúa thì đọc tất cả lời của Chúa. Nếu mà làm thì sao? Cẩn thận làm theo mọi điều răn của Chúa. Chứ không phải là giống như đi ăn tiệc buffet, vào lựa cái món tôm hùm thì ăn nhiều, cái này là nghêu ăn nhiều, cái này thịt heo quay ăn nhiều, nhưng mà còn thịt mỡ này thôi khỏi ăn. Có người vào ăn rau không? Có người vào ăn chè thôi. Ăn cái điều gì mình thích. Không, chúng ta làm theo lời của Chúa thì làm theo mọi điều và một cách cẩn thận. Chỉ bấy nhiêu đó thôi. Chúng ta nghe, đón nhận lời của Chúa. Cái thái độ đón nhận đó là đón nhận một cách trung tín, trung thành. Là dạy người ta là hòa thuận. Phước cho người hòa thuận. Vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy. Làm cho người khác được hòa thuận. Và nếu mà chúng ta làm theo lời của Chúa thì sao? Chắc chắn là chúng ta sẽ được phước. Được nổi trội hơn. Tôi tin chắc rằng là buổi sáng hôm nay ai nói gì? Để cho mọi người thấy là đời sống của chúng ta có phước. Phước đó đến từ nơi Đức Chúa Trời. Danh của Chúa được vinh hiển. Mọi người đến thấy được. Ô, đời sống đi theo Chúa thật là được phước. Và họ cũng mong muốn được thờ phượng Chúa giống như chúng ta qua chính đời sống của chúng ta vậy. Amen. Nguyện xin lời của Chúa là ban phước trên tất cả quý ông bà, anh chị em và cho chính mình tôi. Một tuần lễ mới được nổi trội hơn. Một năm mới được nổi trội hơn trong công việc của mình, trong việc phụng sự cho nhà của Chúa. Amen.